Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh à, xin kính chào à, tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày mùng 10 à, tháng 12 à, năm Giáp Thìn. À, trước hết xin chúc sức khỏe đến à, tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến à, tất cả các bạn là chúng ta nên tổng hợp cách sửa tàn tạo dáng à, cho cây những cây mai à, sau khi cho bông Tết. À, đó là cái tiêu đề à, tôi muốn gửi đến à, tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì vừa rồi á các bạn à, có những bạn á, là mới xem ha à, mới xem cây mai à, cái cách chia sẻ của tôi thì tôi có nói rằng không cần phục hồi à, những cây mai sau Tết. Thì cái đó là mình nói cái cách nói, do đó các bạn hiểu lầm là bây giờ các bạn lúng túng, ủa sao cây mai chơi rồi lại không phục hồi. Thì tôi nói các bạn là tôi chia sẻ có hai cách. Đối với những bạn chơi mai nhà, mình yếu nghề, đúng không? Mình yếu nghề thì lặt bông. Đây nè. À, tôi lặt rồi nè các bạn. Lặt bông, chừa cái lá nó lợi, thì cây mai mình khỏi cần phục hồi. Còn đối với những bạn chơi mai rành, và tôi có nói thêm nè, những anh em người ta cẩu những cây mai 200-400 triệu luôn á, cây mai gốc tứ quý á, người ta rét, ta rửa đế thay giá thể, người ta cắt tù lũi. Tại sao ta nuôi sống? Tại vì người ta biết, đúng không? Tôi nói hai đoạn nè, những cây mai mạnh, nếu các bạn biết chơi mai rành rồi, bây giờ mình chơi chưa biết, chưa chơi cây mai rành, thì mình làm theo cái cách của tôi là không cần phục hồi. Còn những bạn chơi mai rành, người ta chơi nhiều, làm gì chịu không nổi, phải lặt cái bông, thì người ta sạc tàn tạo dáng từ xưa tới bây giờ là vậy. Bây giờ mình đi trái với người ta. Nhưng đối với những bạn chưa biết chơi mai, các bạn chơi rành rồi thì các bạn cứ làm. Tôi cũng vậy, ở đây cũng vậy, đúng không? Thành ra mình có quyền hết. Đây là những cây mai mà tôi đã lặt rồi. Đây nè à, tôi nhờ người ta lặt nè. Lặt nè. Giờ cái này lá chừa, thành ra vậy. Thì tôi nói khỏi cần phục hồi là vậy các bạn ha. Bây giờ nó nói các bạn thì cứ làm. Thì sau khi chơi bông Tết, tôi nói các bạn những cây mai từ ở trong nhà các bạn dời ra là dời chỗ mát, cho nó thích nghi môi trường. Từ ở trong má, trong nhà các bạn đem ra nó bị sốc nắng. Thời tiết năm nay rất là nóng. Của tôi có 37 độ có đó. Thành ra nó nóng, mình dời, mình nhử từ từ. Thì khi mình đem ra nhà, nếu các bạn, tôi nên khuyên là các bạn mới chơi mai á, chưa biết chơi thì để nguyên này đi. Nè, tôi lắc nè, lắc bông. Nè, tôi làm y như các bạn vậy đó. Tôi chia sẻ nè. Thì cây mai của mình nó, những cái lá non bây giờ nó trở thành, nó cứng rồi, muốn già rồi, thấy chưa? Thì tháng 2 hoặc tháng 3 mình sửa tàn, an toàn, thay chậu luôn. Còn bây giờ các bạn đem ra, người ta biết, người ta làm, mình không biết. Mình thay chậu, mình cắt rễ, chăm rất là khó. Tại vì cái thời gian này là các bạn thường đi du lịch, đúng không? Các bạn đi du lịch. Mà nếu các bạn đi du lịch thì sao? Cắt cây mai rồi các bạn bỏ ở nhà, ai chăm sóc? Sâu rầy bọ trĩ nó sẽ bỏ nhánh luôn. Tôi nói là những bạn không biết chơi mai cho rành á, bỏ nhánh hàng loạt là do mình không biết chăm sóc, đúng không? Đó là cái mà tôi tổng hợp lại rồi tôi sẽ thực tế. Bây giờ mình xem lại cây mai mà hôm tôi nói các bạn là nó cây mai gì nó đột biến. Thì đây nè, bây giờ nó ra quá chừng nè các bạn. Đây nè, cái nút của nó đó, khi mà nó do lụa nó thường nó chiết, nó không có chùm. Đây nè, nó ra như vậy nè, nó tròn tròn, rồi khi nó búp thì nở như vậy. Có những bạn hỏi là cái này bây giờ à, cái hộp á ha à, các bạn nói có cái hộp. Tôi nói cây mai này nó lại không có hộp. Tôi hỏi rồi, tại vì tôi mới biết hay là tôi hỏi người ta rồi. Cái này nó thành lá luôn các bạn à, ngộ không? Ủa sao vậy? Để tôi xem coi ha. Thì đây nè các bạn, dòm nè, nó y như cái lá nè. Người ta gọi là gì? Phước lộc thọ. Mà cây mai này là cây mai riêng, tôi trồng 2000 cây, nó chỉ có cây này thôi. Thì bây giờ muốn lấy lai tạo của nó thì mình cắt cái cành mình ghép, chứ không thể lấy hạt được. Bởi vì nó đâu có hạt đâu lấy.
những đây nè, nó ra như vậy nè thì nó thành lá luôn các bạn, đây nè, ngộ không nè, nó thành lá luôn nè. Mà cây mai này là cây mai trồng tự hạt nha các bạn, 2000 cây của tôi nó có cây này. Do vậy có những bạn là nói là xin cái hạt hen à, thì mình cho chứ có gì đâu, nhưng mà không có hạt. Cũng như cây mai 150 cánh à, 36 cánh thì nó có hạt, mà 150 cánh nó không có hạt. Thì đây nè, quá chừng luôn nè. Nè, khi nó làm cái búp thì nó ra như vậy, tròn tròn vậy nè các bạn. Ô, nó ngộ quá. Thì anh em nói là cây mai này, cây này gọi là phước lộc thọ. Thì để xem, tôi bứng về nè à, tôi bứng về tôi chơi thử. Vì để ở trỏng, không có để ở trỏng bị gì. Ở trỏng nó nhiều quá, mình chăm sóc lại coi. Thôi, mình coi sơ đây nè, nó ra cái búp như vậy. Ngộ nha các bạn. À, tôi từ nào tôi mới thấy đó, nó ra chiếc quá, không, nó không có đùm đây nè. Rồi khi nó nở thì đây nè, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, đúng không? Rồi qua cái giai đoạn thứ tư là như vậy. Rồi để xong cái này cái mình chia sẻ tiếp. Rồi thì bây giờ mình ra trước. Giờ tôi chia sẻ các bạn vậy, cây mai mình có quyền sau khi ăn Tết xong, hồi đó làm cắt, cắt sữa, tôi đó cũng vậy, cắt sữa hết. Thì sau này tôi thấy những bạn nuôi nó thường á, nó chết hàng loạt đi. Những bạn nuôi mai nhà thôi nghe. Họ tôi mới làm clip á, nó à cái mai này sao dày, bỏ nhánh dày, chừng nào ra quào rồi các bạn móc. Quào là quào trên cây á, đúng không? Quào móc riết. Thì tôi mới suy nghĩ cái này tôi cũng mới làm đây nè, là tại sao mình không để đấy, nhưng mà mình có quyền đôn nha các bạn. Ví dụ á, các bạn có cái nhà mà chặt quá đó thì mình đôn vậy nè, đôn nhưng mà mình chừa mấy cái này, bỏ cái này chừa nè, kỹ kỹ chút ha, mình chừa cái nhánh này lại, đúng không? Đây như cái này, nếu dài quá thì mình chừa cái nhánh mình cắt đây, bỏ cái phần ngoài thì nó còn giữ được hai phần này, đúng không? Thì đó là cái cách làm của tôi. Và mình khẳng định một lần nữa là gì? Được quyền cắt. Còn những cây mai này là tôi mới bứng về. Bữa hổm tôi có quay cái clip cái chậu á, thì tôi bứng về nè. Ủa các bạn, thì tôi làm sao y vậy. Đây, còn cây này cũng lạc bông, chừa lá. Thì như vậy tôi mới nói là mình không cần phục hồi sau cây mai chơi bông Tết. Đối với các bạn luôn mai nhà, đúng không? Rồi à, giờ tôi tới. Tại vì cái này là gì các bạn, tôi trộn giá thể với cát, đúng không? Bây giờ tôi thấy cái giá thể với cát, lần nữa chia sẻ nè, cát xây dựng á, cát dơ cũng được, 50% giá thể, 50% cát. Nhưng bị cái chậu của mình nó quá nặng đi, mình chậu là mình cần di chuyển, do đó quá tốt các bạn ơi. Tôi nuôi thử rồi, cái mai này là tôi nuôi chính tay tôi nuôi nè, tôi chính tay tôi trồng từ cây mai con về tôi nuôi, tôi đem về sao mà tôi dùng. Cái hôm đó là tôi không có cái đất màu, bắt đắc dĩ tôi phải dùng cát trộn với cái giá thể, nó phát triển quá nhanh, do đó nên tôi bây giờ tôi sử dụng lại cát, không bao giờ nó bị ôi hết. Gầy ôi gì, khi mình tưới một số gầy tắt nó lắng xuống, ở dưới không cần, tôi có cái bồn này nó ngập, nó đầy cái này thôi, ở dưới này nó khô kệ đó. Rồi thì bây giờ nói tóm lại là cái tiêu đề ngày hôm nay là gì, khi những cây mai chơi bông Tết, phải không các bạn, biết chơi thì mình cây nào mạnh phải biết, cây nào mạnh cây nào yếu, cái người chuyên nghiệp người ta biết, người ta đem từ trong nhà thì người ta để trong mát, từ từ người ta dưỡng, người ta cắt. Còn cái cây của tôi thường để ngoài nắng vậy nè, thì tôi cắt thẳng luôn, tôi không đem bị gì, nó đã quen cái nước rồi, ủa nó quen cái nắng rồi, đúng không? Còn các bạn kỹ thì các bạn lấy cái lưới á, lưới lan á, các bạn che lại chờ cho nó vừa búp cái này nè, nó lú cái này nè, thì các bạn dỡ ra liền, vừa lú vừa dỡ liền, nó mạnh lắm. Là lý do tại sao, nếu các bạn để nó thành hình cái lá non thì nó sẽ bị héo, thì nó sẽ bị héo, nó bị tát nắng, đúng không?
tắt nắng liền. Đó là những cái cách đơn giản. Một lần nữa để Tết kết luận tiêu đề này, nếu các bạn chơi cây mai chưa có vững nha. Nói chung là bây giờ mình mới biết chơi đi, để vậy lắc bông chừa lá thì dây đây là phong khẩu gì. Do đó các bạn lại hiểu lầm là các bạn nói ủa sao ông, tôi nói là cây mai không cần phục hồi, phải phục hồi, ủa không cần xin lỗi, không cần là sạc tàn sửa tán, tức là không cần phục hồi luôn, là nó dày rồi phục hồi gì. Nhưng mà các bạn nên nhớ là cái cách này là cái cách riêng. Anh em nào biết chơi mai thì cứ làm. Thường thì các bạn, những các bạn chơi cây mai nhà 1-2 cây, thường các bạn thuê những anh em, người ta lợi người ta cắt cho các bạn, chứ các bạn không biết cắt, đúng không? Thì các bạn tới đó thì chu kỳ anh em đó người ta rành, người ta biết, ta dòm cây mai, người ta biết cây mai này mạnh này cắt được nè, đúng không? Còn cây mai nhiều khi các bạn bỏ nhà, các bạn vô nước đá nè ha, rồi các bạn cắt nước người ta nè, tưới lợi nè, hoặc là các bạn đóng cửa đi du lịch bỏ trong máy lạnh ra cái lá nó, cái màu nó bạc trắng luôn, cái đó đút cái kéo vô cắt là chết. Nhưng anh em người ta dòm, người ta biết, người ta sẽ đem cái đó vô trong mát, người ta dưỡng để nguyên đó, lặt bông dưỡng lại và cắt. Thôi bây giờ mình làm dốt, tóm lại là gì, cây mai sau khi chơi bông Tết, nếu cây mai nào mạnh, cây mai mạnh á, thì các bạn cứ cắt, đúng không? Cây mai nào mà cảm thấy yếu thì lặt bông chừa lá, còn nếu không biết nữa thì cứ lặt bông chừa lá cho tôi. Vậy nè, làm sao chết nhánh được, các bạn thấy không, nguy hiểm không? Khi các bạn cắt vậy nè, một cái thời gian nó quá lâu rồi thì mình cắt đây. Thôi các bạn cắt vậy thấy không nè, hết trơn à, ta đang ra về cắt vậy. Đối với những cây mai mạnh thì dễ, cây mai yếu thì sao? Nếu cây mai yếu thì các bạn nghĩ sao? Nó lâu nó lại ngưng nữa, ngưng vận chuyển từ dưới lên, đúng không? Rồi khi nó ra các bạn không biết chăm sóc, nó ra cái này nè, nó rú cái này nguy hiểm lắm nha, nó rú những cái này nè nguy hiểm lắm, các bạn không biết chăm sóc nữa thì sao? Cây mai từ từ nó chết, nó không chết, nó chết cái nhánh này mà các bạn không biết lý do. Nó không phải nó bệnh mà nó chết, mà do mình chăm sóc. Do đó nếu các bạn làm cái kiểu tôi không kêu các bạn làm theo, tùy các bạn ha, ít có bị quỷ cành. Tại vì khi cây mai nó cho bông á, các bạn biết nè, những cái nhánh này nè, nhiều cái nhánh nó ra, nó ôm cái bông nhiều lắm, đúng không? Nó ôm bông nhiều lắm, khi mình cắt nó sẽ chậm ra hơn những cái nhánh ít bầu ít cái. Thành ra khi các bạn cắt á, sâu vậy nè, có cái nhánh ra, nhánh ra trước, nhánh ra sau, thì các bạn lại hoang mang, cứ móc riết xịt thuốc, đưa thuốc này đưa thuốc kia riết, cái cành này nó chết. Không phải do cây mai yếu mà chết, do mình không biết chăm sóc thôi. Thì đó là hai cái phương pháp mình tổng hợp lại. Cây mai đối với các bạn chơi mai nhà thì cứ để đi đó, như tôi nè, tôi đâu có phục hồi đâu. Phân thì ba thứ mình vô: humic, rot, chico đặc ma. Mình trò mình rải một lượt cũng được, một tháng rải lại không ảnh hưởng gì hết, bị gì nó là hữu cơ. Rồi bây giờ thêm cái nữa nè, khi tôi chừa cái nhánh này, đúng không, có những bạn đồng tình là những năm trước tôi đã làm rồi, như cái nhánh này bạn thấy không, đấy nè, có nhánh mình xài được, có nhánh mình không xài cũng được. Thì các bạn, tôi gọi là râu dế, thì có các bạn đồng tình và có những bạn là cũng có ý kiến ha, thì được, tôi rất thích cái ý kiến đó, là bị mình chia sẻ. Như cái nhánh này nè, là cái nhánh nhữ, đâu sai đâu. Mai mốt nó ra một chùm lá vậy nè, nó bự vậy nè, thì tôi nói với các bạn cái nào xài được mình xài, đúng không? Như cái nhánh này nè, nữa nó ra một chùm vậy nè, thì có những cái nhánh trong á, nó sẽ bật ra. Tôi cho các bạn xem nè, nãy tôi mới thấy đâu nè, nó ra song song các bạn ơi, ở đâu mắt rồi ha. Thôi để tôi kiếm lại coi, để chia sẻ luôn. Rồi cái clip tới á, tôi sẽ chia sẻ các bạn cây mai thường quỷ cành,
sau khi chơi bông tết do mình chăm sóc đây nè. Thí dụ các bạn để thì nó ra như vậy nè. À xin lỗi anh, đây ra thẳng vậy thì sao nữa, các bạn cũng phải bỏ một à. Còn nếu nằm ở trong này các bạn phải dùng dây, các bạn kéo không, cái này kéo đây. Nhưng mà cái này nữa bỏ rồi, cái cành này nữa tôi bỏ chứ tôi không có lấy đâu, lấy sâu vô này nè. Và các bạn nên nhớ một điều là cái cành cũ, cành mới dòm lấy nữa mình cắt, cắt đây này. Khi nó mạnh rồi mình cắt chỗ này nè, đúng không, đây nè, chừa cái râu này nè, cắt đây nè. Thì cây mai của mình nó sẽ tăng tuổi thọ. Tại sao? Nếu các bạn cắt cái chỗ này thì cái này gì nó già cỗi rồi, cái này cắt đây bông nhiều nè, nhưng cây mai cái tuổi thọ nó sẽ thấp. Và rồi tới tơ chút vậy thôi, đây nè, cắt đây, còn hai mắt này chừa lại cho ra, đúng không? Thí dụ cái những cái mai cắt á, đừng cắt ở trong cái này, nó đã già hết một năm rồi, mình phải cắt lấn đây nè. Như vậy thì cái mai mình nó lớn dần nhưng chậm, đúng không? Nếu các bạn cắt cái chỗ này, các bạn dòm cây mai ra rất mạnh, tôi đồng ý. Nhưng mà sao? Lão quá cành, dần nó lão quá, đúng không các bạn? Đây nè, bây giờ nó dễ nè, đây nè. Như cái mai này nè, cái cũ nè, cái cành này, cành cũ nè, cành mới nè, thì giờ tôi cắt đây, cắt đây nè, chừa cái này ra một vài phân cho cái này. Cây mai nuôi phải chấp nhận nó lớn dần, do các bạn khống chế cây mai nó các bạn nuôi chậu á, khống chế để cho nó vừa cái nhà mình, cây mai lão quá rất nhanh. Bị cái cành này là nó già, rồi nó già nữa, năm tới nó già, các bạn cứ cắt ngay chỗ này nè, thì sao nó lão quá, gọi là lão quá cành. Thôi đại khái tiêu đề là bây giờ các bạn ha, cây mai mạnh thì các bạn cứ cắt, còn tôi nói là tôi chia sẻ chung chung. Bây giờ tôi khẳng định lại là cái gì, các bạn biết chơi mai rành thì ăn tết rồi phải cắt. Nhưng mà cái này tôi bứng từ trong về ha. Rồi tôi vô chậu. Rồi. Những bạn chơi không rành về cây mai, an toàn nhất là gì? Để lặt bông chừa cái lá lợi. Rồi qua tháng 2 mình tính. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.